Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem token siêu giảm phát là gì qua ví dụ Antima. Có nhiều cách phân loại tiền điện tử, nhưng về tổng thể, chúng có thể được chia thành nhóm lạm phát và giảm phát. Lượng phát hành hoặc tổng khối lượng token trên thị trường token lạm phát đang gia tăng, trong khi lượng token giảm phát bị hạn chế nghiêm ngặt và đang giảm dần. Mặt khác, siêu giảm phát là khi nguồn cung trên thị trường giảm mạnh, nhu cầu ngày càng tăng và sự khan hiếm bắt đầu kích thích tăng trưởng giá. Tại sao cần hạn chế, giảm khối lượng coin trên thị trường? Để tạo nên sự thiếu hụt trên thị trường theo thời gian và theo luật kinh tế, điều đó sẽ làm tăng giá của tài sản. Nguồn cung Antima được giới hạn là 100.000 token. Đây là một trong những chỉ số phát hành nhỏ nhất trên thị trường. Hạn chế phát hành không phải cơ chế giảm phát duy nhất. Công cụ giảm phát chủ yếu của Antima là halving. Mục tiêu chính của halving là hạn chế lạm phát tiền điện tử bằng cách giảm việc phát hành token mới. Halving kích thích sự tăng trưởng của giá tiền điện tử và tăng nhu cầu. Quy tắc halving của Antima là một trong những quy tắc nghiêm ngặt nhất trên thị trường. Nếu halving Bitcoin xảy ra khoảng 4 năm một lần thì với Antima, nó sẽ diễn ra hàng năm. Hiện tại, khoảng 900 Bitcoin mỗi ngày đang được đưa vào thị trường, trong khi con số này với Antima chỉ có 50 token. Khối lượng hàng ngày của Antima sẽ giảm xuống 2 lần mỗi năm và đến năm 2028, số lượng token được đưa ra thị trường sẽ tự động giảm từ 50 mỗi ngày xuống còn 1 token mỗi ngày. Một sản phẩm khác góp phần làm giảm nguồn cung Antima và tăng trưởng nhu cầu đối với token là ví Smart Wallet. Mỗi giao dịch trong ví sẽ bị tính một khoản phí. Phí này sẽ tự động bị đóng băng trong blockchain trong 50 năm, do đó làm giảm số Antima giao dịch và tăng tốc độ tăng giá. Có một số loại tiền điện tử giảm phát trên thị trường, nhưng chỉ Antima mới trở thành một token siêu giảm phát thực sự. Điều này làm cho Antima trở thành một giải pháp an toàn và có lợi cho những ai muốn kiếm tiền từ công nghệ hiện đại.